Mới đây, các nhà khoa học tại Anh đã tạo một bước tiến đột phá trong việc phát triển một công cụ AI giúp phát hiện bệnh trong tế bào tim nhanh hơn so với cách chẩn đoán hiện nay. Tại trường đại học East London ở Anh, các nhà khoa học đã có một nghiên cứu đột phá phát triển phần mềm tích hợp công nghệ AI giúp nhận biết mầm bệnh qua tế bào tim. Đặc biệt, đội ngũ nghiên cứu đã nuôi cấy nhiều quả tim nhân tạo nhằm mô phỏng và theo dõi sát sao cơ chế vận hành của tim, từ đó chuyển thành dữ liệu cho phần mềm. Trong ống nghiệm, chúng tôi tái mô phỏng lại cơ chế hoạt động của tim bằng cách theo dõi các cơn có thắt của tâm thu và tâm trương, cũng như đo vận tốc máu và xu hướng co bóp của tim. Và sau khi tích hợp kết quả vào phần mềm AI, chúng tôi có thể dự đoán tế bào tim nào sẽ già đi một cách khỏe mạnh hay yếu đuối bằng cách xem xét những thay đổi sinh lý mà các tế bào tim này trải qua theo thời gian. Theo các nhà nghiên cứu, việc đào tạo AI để nhận biết cách tim co giãn một cách chính xác đến từng phút có thể giúp người bệnh dự đoán những vấn đề về tim theo thời gian. Công nghệ trên cũng đã được áp dụng cho các sinh viên y khoa, khi các em có thể sử dụng kính thực tế ảo áp dụng công nghệ AI để nhận biết và chẩn đoán bệnh tim. Sau đó, thông qua hình ảnh từ siêu âm và chụp cộng hưởng MRI, phần mềm sẽ có khả năng theo dõi bệnh một cách dễ dàng và chính xác. Chúng tôi hy vọng là có thể đưa công nghệ này gần gũi hơn đến những người điều trị tại nhà qua việc ứng dụng AI vào hình ảnh siêu âm hay chụp cộng hưởng, cũng như áp dụng công nghệ theo dõi tốc độ lão hóa của tế bào tim. Tôi tin rằng đây sẽ là một bước tiến y học đột phá trong tương lai. Bên cạnh việc phát hiện các mầm bệnh sớm và chuẩn xác, trong tương lai không xa, các nhà khoa học mong muốn công trình AI của mình sẽ được sử dụng rộng rãi để phát triển những loại thuốc hữu hiệu hơn cho các bệnh nhân.